Và bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống của VNTV. Xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh. Lâu quá không gặp lại, nhưng mà bữa nay chúng ta nói chuyện về đề tài gì ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào đề tài ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh, được biết đến trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trong rất là nhiều năm vừa qua, trong lĩnh vực chuyên khoa về hiếm muộn vô sinh và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Bác sĩ có hai phòng mạch tại vùng Orange County và tại San Diego, và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc của chúng ta tại San Diego, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài rất là thú vị liên quan với đời sống thường nhật hàng ngày, đó là suy nghĩ lung tung và mệt mỏi. Thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày 24 giờ lúc nào chúng ta cũng phải suy nghĩ, phải không ạ? Suy nghĩ, đắn đo, quyết định. Mà trong cái tiêu đề của ngày hôm nay thì bác sĩ nói là suy nghĩ lung tung. Như vậy thì như thế nào là suy nghĩ lung tung và như thế nào là suy nghĩ cần thiết, thưa bác sĩ? Nó như thế này, thực sự ra có thể là một phần đó là cái cuộc sống bận biểu của chúng ta ở nước Mỹ. Yeah. Chúng ta thấy để ý là ở khi hồi xưa tôi không biết là bây giờ Việt Nam như thế nào, nhưng mà tôi cứ nhớ hồi xưa ở Việt Nam thì cuộc sống có vẻ thanh thản lắm. Người ta tuy làm việc cực nhọc nhưng người ta không phải suy nghĩ nhiều theo tôi nghĩ như vậy. Tại vì bên này nó có nhiều cái vấn đề là chẳng hạn như là Facebook, Internet, tất cả những cái dữ kiện đó nó tối ngày nó đập vào con mắt chúng ta, làm chúng ta lúc nào chúng ta phải cái đầu óc phải suy nghĩ để mà đối phó với trở lại vấn đề như vậy. Dĩ nhiên là trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng phải có những cái suy nghĩ, chẳng hạn bây giờ mình dựng vợ gả chồng thì mình phải suy nghĩ như thế nào, làm như thế nào, cũng có cái phần suy nghĩ đó. Hoặc là mình nói là mình có một công ăn việc làm gì đó, ông chủ ông giao mình cái nhiệm vụ gì đó thì mình cũng phải suy nghĩ để giải quyết cái chuyện đó. Yeah. Nhưng mà thực sự ra mình cái vấn đề là cái giới hạn nhiều khi nó đi ra khỏi cái tầm giới hạn, là chúng ta có những suy nghĩ như dùng vùng vặt, lắc nhắc linh tinh, lung tung lang tang, tôi hay dùng những chữ như vậy, là vì chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ có thử là hai vợ chồng, cái cặp vợ chồng Brad Pitt với lại Angelina Jolie họ ly dị như vậy thì con cái họ sao, hay là mình coi cái movie mình thấy cái chuyện đó tình tiết nó phim đại hàng sao nó tội nghiệp quá, thì bây giờ mình theo cái nhân vật đó suy nghĩ không biết phải giải quyết như thế nào, hay là đại khái những câu chuyện như vậy chẳng dính dáng gì tới quỷ trong cái cuộc sống của chúng ta hết. Mà mình cũng suy nghĩ. Mình cũng có suy nghĩ, bận tâm suy nghĩ. Rồi có những cái chuyện khác nữa là cái suy nghĩ lung tung, nó có chuyện nữa là chúng ta tối ngày suy nghĩ những chuyện, nhiều khi chuyện đã xảy ra rồi. Chẳng hạn như mình nói ngày hôm qua mình thấy người ta trúng số độc đắc, mình bực quá, đáng lý ra mình phải mua cái số đó phải tìm mình trúng. Đáng lý ra. Hoặc là nhiều khi mình là suy nghĩ gọi là suy nghĩ lui, rồi mình là suy nghĩ tới nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là không biết rằng là tin khí tượng nói là tuần tới là mưa bão, bây giờ mình phải đối phó như thế nào. Những chuyện đó có những chuyện nó không nằm trong cái vòng kiểm soát, cái tầm tay thì kiểm soát chúng ta, tại sao mình suy nghĩ như vậy? Hay là mình hối tiếc một chuyện gì trong quá khứ, chẳng hạn như là phải chi mình nói với cô đó mình yêu cô ta, thì bây giờ đỡ biết mấy, bây giờ cô ta lấy chồng mất tiêu rồi. Đó có những cái chuyện như vậy, những chuyện nó qua rồi là qua. Mà chúng ta thường chúng ta hay suy nghĩ những chuyện tới luôn như vậy. Có khi những chuyện mà chúng ta suy nghĩ tới, thường mình hay tưởng tượng ra những cái gì mà nó gọi là không muốn tưởng thành một cái cảnh mà huy hoàng lắm, mà mình chúng ta tưởng tượng những cảnh rất là bi đát. Thành ra trong đầu của chúng ta lúc nào nó có chuyện như gọi là rối rắm, để mà gọi là cuối cùng mình cứ suy nghĩ không những vậy, mình nhai đi nhai lại, nó trở thành những gọi là những khúc phim buồn hay những cái phim kinh dị lúc nào nó chạy trong đầu chúng ta tối ngày như vậy. Đó là mình gọi là suy nghĩ lung tung. Và như thế nào thì mình biết là mình đang suy nghĩ lung tung và mình cần phải dừng lại, thưa bác sĩ? Có thể là chúng ta không biết, thực sự là chúng ta không biết, không để ý, không biết đâu. Là vì mình quen cái thói quen đó rồi. Thực sự ra mà nói, chính bản thân của tôi như vậy, lâu nay mình buổi sáng là tôi ngồi pha ly cà phê, ngồi uống là suy nghĩ lung tung nha. Nhưng mà
Cái đó nó chính bản thân tôi là mình đã có cái thói quen đó và mình nghĩ cái đó là cái chuyện đương nhiên. Và có khi mà nói nếu mình không còn suy nghĩ nữa đó thì mình cũng khùng mất, cái nếu mà cái đầu óc của mình mà không suy nghĩ thì làm sao được. Đấy, mình phải suy nghĩ chứ. Nhưng mà mình phải nhận xét là có những chuyện không đáng suy nghĩ nha. Thì cách hay nhất là khi mình đã nhận ra cái chuyện là cái đó là một cái thói quen không được tốt cho lắm thì mình phải có khi giống như bất cứ một cái thói quen nào không được tốt cho lắm thì mình phải tìm cách mình đứng ngoài. Tôi có một lời khuyên là chúng ta đứng ngoài cái giống như người quan sát thôi. Mình làm cái giống như một cái trò chơi, tức là mình bây giờ mình đứng ra ngoài mình làm người quan sát, giống như hồi nãy mình nói là đó là một cái cuốn phim chẳng hạn, thì bây giờ mình là người đạo diễn. Nếu mình người đạo diễn thì cái cuốn phim đó mình nghĩ có thử nó hay hay dở, nó có đáng chiếu hay không. Nếu đáng chiếu thôi mình dẹp, ok, mình chiếu ra thì chỉ buồn thôi và mình không có thu được lợi nhuận gì hết thì cắt qua một bên. Thì đó là một cách để mình bớt cái những cái suy nghĩ mà gọi là không cần thiết. Cái thứ hai nữa đó là có những chuyện chẳng hạn lặt vặt, nhưng mình một cách nữa là mình nên giải quyết ngay khi mà nó tới. Chẳng hạn bây giờ mình nói mình phải gia hạn cái bản số xe chẳng hạn. Cái cơ quan DMV người ta hay gửi cho mình trước 2 tháng lận. Nhưng mà cái đó cũng là tật của tôi, nhiều khi mình để cái giấy lên bàn đó mình nói còn 2 tháng nữa. Còn lâu khỏi mà. Lo. Đấy, đúng không? Nhưng mà một hồi cái mình lại suy nghĩ là chà, không biết cái ngày hết hạn là ngày nào. Coi chừng bị phạt. Đúng không? Đúng rồi. Rồi không biết là bây giờ cái giấy gia hạn nó nằm chỗ nào nữa. Đúng rồi. Đấy, mình phải suy nghĩ đến cái chuyện như vậy. Người ta cho mình 2 tháng. Đấy, mà nhiều khi có khi mình suy nghĩ đã rồi mình quên mất tới cái ngày nó quá hạn đi 1 tuần 2 tuần là mình phải nộp phạt. Thì có những cái như vậy, nếu mình nói là phải giải quyết thì mình giải quyết ngay, tức là mình không cần phải suy nghĩ. Ở chuyện thứ ba nữa là mình nên gọi là mình nên đổi tần số. Đổi tần số tức là mình không nên lúc nào mình cũng, nghĩa là ý mình nói là không nên chẳng hạn mở tivi ra, mình biết là cái tật mình là mình vỡ mở ra mà mình coi phim đại hàng là mình sẽ coi 2, 3, 4, 5 tiếng đồng hồ, thì mình dành những thời giờ đó mình làm những chuyện khác chẳng hạn. Hoặc là mình không nên để ý tới những chuyện trên Facebook, chẳng trên đó có cái người nào đó họ kể chuyện đời của thì kể họ, không có dính dáng tới mình hết. Yeah. Cái đó nhiều khi mình nghĩ là nó có vẻ ích kỷ, nhưng mà thực sự ra mình lo bản thân mình trước cái đã. Vì mình nói là cái người bản thân của mình và cái người chung quanh của mình là người quan trọng nhất. Bây giờ mình thử tưởng tượng giả sử một ngày đó mình ra đi thì có ai buồn khóc cho mình hay không? Thực sự là những người thiệt thòi nhất là người thân của mình thôi. Thì mình nên dành những cái thời giờ quý giá của mình để suy nghĩ về những người đó. Giống như là ngày hôm nay khi bác sĩ nói về đề tài suy nghĩ lung tung, không biết là bác sĩ có đang suy nghĩ lung tung không vậy bác sĩ? Thực sự mà nói tôi cũng phải suy nghĩ lung tung vì có những cái chuyện là thí dụ bây giờ mình nãy giờ là trong đầu mình lúc nào cũng suy nghĩ lung tung chứ. Tức là làm sao để mình giải thích được cho cái gọi là khán thính giả họ nghe được những điều mình muốn nói, hay là tôi hay viết bài báo y khoa chẳng hạn, thì khi mình viết thì mình cũng phải suy nghĩ lung tung, mình phải sắp xếp những cái tư tưởng của mình. Nhưng mà mình hay nói là tôi hay là hạn chế là tới là những cái chuyện là mình suy nghĩ về cái đề tài đó thôi, thay vì mình phải suy nghĩ rằng là cái đề tài đó mình viết ra như vậy có người ta khen hay chê, chuyện đó không quan trọng đối với tôi nữa. Hồi xưa thì tôi hay để ý cái chuyện đó, người ta khen hay chê cái đề tài của mình. Và trước khi mình viết có nhiều khi cái đề tài đó không biết nó dở quá, thôi mình không thèm viết nữa, không thèm nói nữa. Nhưng có nhiều khi mình lại suy nghĩ giờ là cũ của mình mà mới của người ta làm sao, dở của mình người khác lại khen hay làm sao, thì mình vẫn viết vì những cái đó nó có lợi ích. Thì khi mình đã quyết định như vậy thì mình tập trung vào và mình viết hay là mình nói làm sao cho hay. Đó là cái suy nghĩ của mình nó đặt trọng tâm vào cái đề tài nhiều hơn là cái lung tung lang tang ở chung quanh cái đề tài. Và nói tóm lại là chúng ta cố gắng làm sao để đừng có suy nghĩ nhiều, và mà những cái suy nghĩ mà chúng ta cũng không có thể nào kiểm soát cũng như là không cần thiết cho chính cá nhân của chúng ta và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Dạ đúng, khi mà mình để ý là mình thấy cái đó nó đi ra khỏi vòng kiểm soát của mình thì mình nói là chấm dứt, giống như mình nghĩ là như là cuốn phim như vậy, mình tạm thời cái là tắt máy, như là mình nói không có nghĩ tới chuyện đó nữa, gạt qua một bên. Với lại một chuyện nữa là chúng ta nên để dành thì giờ một ngày, chẳng hạn nửa tiếng trong ngày, có thể là trước khi đi ngủ hoặc là tùy mình có thể cái giờ nào mình thấy có vẻ gọi là
thư giãn nhất, thì mình ngồi xuống hay là nằm xuống cũng được, mình suy nghĩ là về những cái chuyện mình đã làm trong ngày, chẳng hạn ngày hôm nay mình làm những chuyện gì và ngày mai mình sẽ làm những chuyện gì. Mình tính những cái chuyện đó xong rồi đó là không có tắt đèn đi ngủ, không có suy nghĩ về chuyện đó nữa. Có nhiều khi có những chuyện mình lo cả ngày, mình lo gọi là lo con bò trắng răng, tức là lo chuyện trên đúng trời rồi. Dưới đất thiên địa nào khi không, nhưng cái lo đó thực sự nó sẽ hại đến sức khỏe của chúng ta. Lo nhiều quá nó làm chúng ta, cái đầu óc của ta nó quẫn trí. Nó quẫn trí thì là bắt đầu nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe, như là mình, nó đưa vào tình trạng là mình phiền muộn kinh niên, bắt đầu đau tim, bắt đầu lên cân, bắt đầu tiểu đường này nọ. Wow. Thưa quý vị, chắc chắn là sau khi chúng ta theo dõi cái bài nói chuyện của bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay thì chắc chúng ta sẽ bớt suy nghĩ lung tung đi, phải không quý vị? Và khi mà chúng ta suy nghĩ lung tung như vậy thì chắc chắn sẽ dẫn đến mệt mỏi, phải không bác sĩ? Dạ đúng. Và thưa quý vị, con người ta trong một ngày làm việc, đi học, đi làm chắc chắn sẽ có những cái phút mệt mỏi. Dạ đúng. Cũng trong một bài viết của bác sĩ Hồ Ngọc Minh, bác sĩ đã trình bày mệt mỏi như thế nào và cái nguyên nhân chính gây ra sự mệt mỏi, và theo tỷ lệ thì người phụ nữ mệt mỏi nhiều hơn là người đàn ông, phải không bác sĩ? Thực sự là mình cứ tưởng như vậy, nhưng người đàn bà lại mệt mỏi hơn người đàn ông. Cũng tội nghiệp người đàn bà, vì theo cái thống kê cho thấy á, người phụ nữ phải lo đủ thứ chuyện, nhất là phụ nữ bên này, người ta đi làm ở ngoài rồi người ta còn về lo cho chồng, lo cho con này nọ. Thì theo cái thống kê cho thấy là cứ mỗi một đứa con sinh ra là người phụ nữ là tóc bạc càng nhiều và gọi là mệt mỏi càng nhiều hơn. Đó, thành ra, nhưng mà người ta cho thấy rằng là ở nước Mỹ này có cái tình trạng rằng là khoảng 10% đàn ông lúc nào cũng mệt, không biết lý do tại sao lúc nào cũng mệt. Đó. Và 15% phụ nữ lúc nào cũng mệt, người ta không tìm ra được lý do tại sao. Một phần thực sự ra thì có những lý do có thể đưa đến mệt mỏi. Mình thấy là ở bên Việt Nam mình có thể nói là hồi xưa người ta ra đồng, người ta làm ruộng, người ta mệt mỏi về thân xác nhưng người ta không mệt mỏi về cái tâm thần. Bên này thực sự ra thì chúng ta cái cuộc sống bên này nó bận rộn, nó làm chúng ta dễ bị mệt mỏi về cái tâm thần nhiều hơn. Từ tâm thần đưa đến thể xác. Một trong những cái lý do mà đưa đến mệt mỏi có thể là vì theo thống kê cho thấy là từ 30% tới 50% người Mỹ hay là người Việt Nam chúng ta ở Mỹ đi không có ngủ ngon. Đúng rồi, thiếu ngủ. Chúng ta không ngủ đủ, người lần không ngủ ngon giấc. Cho dù mình nghĩ, nhiều khi mình nghĩ là tôi ngủ được 8 tiếng nhưng trong cái 8 tiếng nó không có cái chất lượng tốt. Hoặc là khi chúng ta ngủ đa số là ngủ 6 tiếng trở xuống. Cái không ngủ ngon đó nó có thể làm chúng ta mệt mà chúng ta không biết. Cái lý do nữa là có thể làm cái mệt mỏi là những cái bệnh mà chúng ta không biết, chẳng hạn vì mình không có tập thể dục thể thao thì mình dễ bị cao máu, dễ bị tiểu đường, những cái đó nó làm cho chúng ta mệt. Thì cái đó là những cái lý do về thể xác nó làm cho ta mệt về tâm thần, và ngược lại chính cái mệt tâm thần nó trở lại nó sẽ làm cho cái chúng ta mệt về thể xác, nó một cái vòng luẩn quẩn. Và như vậy thì nếu mà chúng ta mệt mỏi mà cứ thấy nó kéo dài như vậy thì tới lúc nào chúng ta cần phải đi gặp vị bác sĩ gia đình để tìm hiểu? Thường thường đó, như mình nói, nó có hai tình trạng mệt mỏi. Một là mệt mỏi mà tạm thời, ngắn hạn thì nó là như mình nói là tình trạng burnout, tức là cháy bóng tạm thời. Thì mình có thể giải quyết được bằng cách là mình điều chỉnh mình lại ngủ, tập thực dục thể thao hoặc là bớt suy nghĩ lung tung. Nhưng mà nó có tình trạng là có khi mình tới gặp bác sĩ, họ thử các cái thử nghiệm máu, chẳng hạn như bệnh cao máu, tiểu đường, bệnh bướu cổ, tất cả đều bình thường tất cả. Người ta cũng không biết là tại sao người bệnh nhân này mệt mỏi. Thực sự nó có cái hiện tượng đó, nó gọi là chronic fatigue syndrome, có nghĩa là mệt mỏi kinh niên. Và cái hồi trước người ta nghĩ là cái bệnh đó gọi là một cái bệnh ảo, bệnh tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ thì người ta cho công nhận đó là một cái bệnh. Nhưng mà lại không có thuốc chữa. Thường thường khi mình biết là mình rơi vào tình trạng mệt mỏi kinh niên, nếu mà chúng ta đã gọi là tìm cách sửa đổi tất cả những gì chúng ta làm được mà chúng ta vẫn không thoát khỏi cái sự mệt mỏi kinh niên đó trong vòng 6 tháng thì mình phải đi gặp bác sĩ. Nhưng mà thường thường thì cho dù như vậy, nhưng mà cuối cùng đa số thì bác sĩ họ cũng sẽ giải quyết được là cho dù những cái thử nghiệm máu nó hoàn toàn bình thường, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đưa đến cái giải pháp là bớt suy nghĩ lung tung, bớt lo chuyện người ta, lo chuyện mình trước,
Và có khi mình nên tập những cái gọi là bây giờ mình gọi là cái thiền. Cái thiền có thể là không nhất thiết là mình ngồi đó, mình tập thở rồi mình tập trung tư tưởng. Cái đó rất là khó đạt tới mức độ gọi là thiền, gọi là cái đầu óc không còn suy nghĩ những gì nữa đó, thì nó rất là khó. Nhưng mà chúng ta có thể đi từng bước một chẳng hạn. Những bước một chẳng hạn bây giờ mình nói ồ, mình đang ăn miếng cơm, thì có khi mình gọi là bỏ cái miếng đồ ăn vào trong trong miệng, thì mình để ý tới cái miếng đồ ăn thôi, mình đừng có để ý tới là bữa nay gọi là cái ông Brad Pitt ông nói cái gì, hoặc là tối nay là cái phim đại hàng nó chiếu phim gì, thì để hoặc ý là, tới cái hoặc miếng là ăn để của ý mình coi là trên Facebook mình đã có bao nhiêu cái like rồi bác đó, bao nhiêu cái like trên Facebook đúng không? Thì mình chỉ nghĩ tới cái miếng cơm của mình, thì gọi là mình chú trọng tới những cái gì mình làm từng giây từng phút, cái đó nó sẽ rất là quan trọng hơn là mình suy nghĩ lung tung ở chung quanh cái vấn đề đó, thì từ từ nó sẽ tạo chúng ta cái gọi là cái tâm thần chúng ta thoải mái. Thoải mái thì nó dễ cho mình gọi là ngủ ngon, mà ngủ ngon thì là sức khỏe tốt thì bớt mệt mỏi. Cái tâm thần của mình á, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sức khỏe về thể xác phải không bác sĩ? Dạ đúng, cái đó thường thường cái đó rất là quan trọng, vì người ta chứng minh được rằng là khi mà mình bị phiền muộn kinh niên, mệt mỏi kinh niên thì là cái gọi là cái tỷ số mình bị những bệnh như là cao máu, tiểu đường, ung thư này nó tăng theo. Cho dù rằng là mình nói là ô tất cả những chuyện khác, giả sử tất cả những chuyện khác mình đều làm bình thường hết, ăn uống điều độ này nọ tất cả đều bình thường, nhưng mà chỉ vì cái mệt mỏi thôi nó cũng đã làm cho chúng ta gọi là dễ bị bệnh. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Hy vọng sau chương trình này thì chúng ta sẽ bớt nghĩ lung tung để không bị mệt mỏi, để có một cuộc sống khỏe, sống vui. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Nước phở bò nguyên chất Marmala Kitchen, sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tủy bò và xương ống đậm đà thơm ngon không chất bảo quản. Thêm nước sôi cho một gói nước phở bò nguyên chất là có ngay 6 tô phở tuyệt hảo Marmala Kitchen nhiều dinh dưỡng. Tìm ngay nước phở bò nguyên chất Marmala Kitchen trong các chợ người Việt. Đây là sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường Hoa Kỳ và đã được USDA chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn phẩm chất cao. Marmala Kitchen còn có nhiều loại chả giò thơm ngon, tiện lợi, bánh tráng giòn lâu ai cũng thích. Marmala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã. Theft, rape, assault, elder abuse, murder. Crime doesn't discriminate. Anyone in San Diego County can become a victim. Anyone. We're the District Attorney's Office. And we support victims by providing emotional help. Like crisis intervention. And counseling. If you've been the victim of a crime. Or know someone who needs assistance, please go to sandiegoda.com to learn more. Because crime doesn't discriminate. And we're here to help. Văn phòng luật sư Vi Phạm Hot chuyên lo luật di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, làm visa, thẻ xanh, đầu tư. Chào, đây là luật sư di trú Vi Phạm Hot, văn phòng Vi chuyên về bảo lãnh gia đình, fiancé visa, với là học sinh qua đại học. We help people stay and come to America. Có văn phòng tại Sài Gòn, Việt Nam, tư vấn miễn phí 619-997-7493. Phương Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả đang trở lại với chương trình VNTV Cooking Show. Những giới trẻ và người già hiện nay rất là thích ăn chay, và hôm nay Phương Quỳnh xin hướng dẫn quý khán thính giả nấu món nuôi chay rất là dễ. Xin quý khán thính giả cùng theo dõi. Và món nuôi chay thì tất cả những thành phần mình cần là rau củ và nấm thôi quý vị. Đầu tiên là Phương Quỳnh có một cái chén ở đây, là mình sẽ có nửa củ hành tây, củ cải trắng và cà rốt. Bây giờ mình sẽ bỏ vào nồi để nung cái này cho nước nó ngọt nha quý vị. Thì cái nước ở đây á, là thường á, là Phương Quỳnh sẽ có 8 cốc nước cho 4 người ăn. Thì mình sẽ lựa một cái củ cải trắng to, mình bào vỏ đi và mình cắt những cái khúc to như vậy. Mình không cần cắt nhỏ đâu, tại cái này là mình để mình lấy nước dùng thôi. Sau khi mà củ cải trắng ra hết nước ngọt và nó mềm thì mình có thể vớt cái củ cải trắng đi. Cà rốt cũng vậy, mình không cần cắt nhỏ đâu quý vị, tại vì cái này là mình lấy nước. Còn củ hành này mình chỉ cần nửa củ thôi để cho cái nước mình nó ngọt thêm. Bây giờ Phương Quỳnh sẽ bỏ hết vào trong nồi.
Rồi hồi nãy Phương Quỳnh nói thêm là chỉ cần rau củ với các loại nấm, thì ở đây Phương Quỳnh có rất là nhiều loại nấm khác nhau. Cái tô này là Phương Quỳnh có cái nấm đầu tiên gọi là King Oyster Mushroom, nó bự như vậy nè quý vị. Quý vị mua tất cả ở chợ Việt Nam đều có những cái nấm này, thì quý vị mua về rửa sạch, rồi mình sẽ cắt nhỏ ra thành từng cái khúc như vậy cho nó dễ ăn thôi. Mình đừng có cắt lớn quá thì nó sẽ khó ăn so với mình. Thì Phương Quỳnh cũng bỏ vào nồi luôn, tại cái nấm này mình nấu luôn cũng được, nó cũng sẽ ra nước ngọt. Còn có loại nấm thứ nhì mà Phương Quỳnh có trong tô, mình quen thuộc là nấm nấm đông cô. Cái loại nấm thứ nhì Phương Quỳnh có trong tô quý vị rất là quen thuộc, đó là nấm đông cô. Thì bây giờ quý vị có thể mua nấm đông cô tươi hoặc là nấm đông cô khô ở ngoài chợ, quý vị chọn loại nào cũng được. Thì ở đây Phương Quỳnh có hai loại, cái mà quý vị thấy cái bề dày của nó hơi nhỏ hơn á, là cái loại đó là cái loại nấm đông cô khô ở trong chợ người ta bán sẵn ở trong bịch. Còn Phương Quỳnh có những cái miếng to hơn như vậy, đó là nấm đông cô tươi, người ta cũng bán sẵn ở trong bịch ở ngoài chợ. Thì cái này thường người ta để chung với cái chỗ bán rau củ. Thì quý vị mua nấm đông cô tươi hay là khô gì cũng được. Mình về cái việc đầu tiên mình làm là mình phải rửa nấm đông cô thật là sạch. Tại vì nấm đông cô thường nó chỉ có cái mùi đất hoặc là những cái bụi bặm đóng ở trong cái nấm đông cô. Mình rửa thật sạch. Rồi quý vị sau khi rửa thật sạch thì quý vị ngâm với nước ấm cho Phương Quỳnh khoảng 3 đến 4 tiếng cho cái nấm nó mềm ra. Thì sau đó rồi mình cũng cắt những cái miếng vừa ăn như vậy. Thì cái nước mà nấu nấm đông cô quý vị đừng bỏ đi, uổng lắm. Tại vì cái nước đó là rất là thơm, ngon và ngọt. Thì ở đây là Phương Quỳnh có cái nước mà Phương Quỳnh ngâm nấm đông cô rồi. Thì mình cũng sẽ xài cái nước này chung với nước dùng. Là hồi nãy ở trong nồi của Phương Quỳnh là đã có 4 cốc nước thường. Và ở đây là 4 cốc nước đông cái nấm đông cô thì Phương Quỳnh sẽ bỏ vô nấu chung luôn. Nếu quý vị xài nhiều nấm đông cô hơn thì quý vị có thể xài hết nước của nấm đông cô luôn. Còn quý vị nào không đủ thì mình có thể bỏ thêm nước thường vô cũng được, không sao hết. Rồi như hồi nãy Phương Quỳnh nói là nấm đông cô là quý vị ngâm cho mềm rồi quý vị cắt cái chân nấm đi. Thì mình sẽ được như vậy và mình bỏ luôn vô trong nồi hầm chung với củ cải và cà rốt cho cái nước nó thêm ngon ngọt. Rồi Phương Quỳnh ngoài nấm đông cô và cái King Oyster Mushroom, Phương Quỳnh còn có thêm hai loại nấm nữa. Quý vị thích ăn loại nấm nào nhiều thì quý vị bỏ vô, hoặc là quý vị không thích ăn nấm thì quý vị có thể bỏ bớt những cái loại nấm ra. Nhưng mà Phương Quỳnh nghĩ đồ chay là toàn là rau củ với lại nấm thì rất là tốt cho sức khỏe. Thì ở đây trong cái tô này là Phương Quỳnh có hai loại nấm khác nhau. Cái nấm đầu tiên mình có là nấm rơm. Thì cái nấm rơm này rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta rồi. Thì quý vị có thể mua nấm rơm tươi hoặc là nấm rơm ở trong hộp rất là tiện. Thì quý vị mua tươi hoặc là trong hộp cũng vậy, là quý vị về là nhớ rửa một tí. Tại vì nhiều khi ở trong cái hộp á, cái mình không biết là nó có sạch hay không. Thì để bảo vệ sức khỏe cho mình thì quý vị nên rửa lại. Rồi cái loại nấm thứ nhì là Phương Quỳnh có, nó gọi, Phương Quỳnh không biết nó gọi là cái nấm gì. Thì thường nó có cái nấm tròn tròn như vậy nè quý vị. Thì cái miếng như vậy thì nó hơi to so với mình ăn đó, thì quý vị có thể cắt làm đôi. Thì Phương Quỳnh đã cắt ra làm đôi rồi. Còn cái nấm rơm này á, thì nó nhỏ thì mình không cần cắt ra làm đôi đâu. Nếu mà quý vị lỡ mua cái hộp nấm rơm nào mà cái nấm rơm nó hơi to đó, thì mình cắt ra làm đôi cho nó vừa ăn là được rồi. Tại vì nếu mà mình để những cái miếng to quá thì lúc mà mình ăn vô nó sẽ ngán. Còn nếu mà mình cắt vừa ăn như vậy thì mình ăn nó vừa ngon mà nó vừa không ngán nữa. Thì Phương Quỳnh cũng bỏ hết tất cả các loại nấm vô trong nồi luôn. Tại nấm này mình nấu lâu nó không có bị mềm hoặc không có bị nhũn, cho nên mình không có sợ là bỏ vô sớm quá hoặc là bỏ vô trễ quá. Quý vị cứ bỏ hết vô thì cái nước nó sẽ càng thêm ngon ngọt hơn. Thì quý vị thấy mà thí dụ cái nồi mà nó hơi đầy thì mình bỏ ít lại các loại nấm. Còn nếu mà nó còn chỗ thì mình bỏ thêm vô. Quý vị thấy cái nồi của Phương Quỳnh đầy như vậy thôi là tại vì hồi nãy lúc đầu đó là mình có bỏ củ cải với cà rốt vô để mình hầm nước đó, cho nên cái nồi nó hơi đầy. Khi mà mình nấu hết cái nước ngọt rồi mình lấy ra thì cái nồi của mình nó lại vơi lại. Cho nên quý vị đừng sợ là mình bỏ nhiều nấm quá hay gì hết á. Thì bây giờ là mình chờ cho nước sôi ha. Trong lúc mà mình chờ cho nước sôi thì Phương Quỳnh sẽ qua đây nói về nuôi với lại một số thứ khác. Ở đây là Phương Quỳnh có một tô nuôi như vậy.
quý vị mua loại nuôi nào quý vị thích ở ngoài chợ cũng được. Nuôi nhỏ, nuôi chữ hoặc là cái nuôi xoắn như vậy tùy sở thích của mỗi người. Thì Phương Quỳnh mua nuôi ở đây thì Phương Quỳnh theo cái sự hướng dẫn ở đằng sau của cái mỗi cái hộp nuôi, nó sẽ có cái sự hướng dẫn làm sao mình luộc nuôi. Thì quý vị cứ luộc giống như vậy. Nhưng mà theo Phương Quỳnh, mỗi khi mà Phương Quỳnh luộc á, thì Phương Quỳnh vẫn theo cái sự hướng dẫn của đằng sau cái hộp nuôi. Nhưng mà cái lúc mà quý vị nấu nước cho nó sôi đó, thì quý vị bỏ vô cho Phương Quỳnh một muỗng dầu với một muỗng muối. Cái lý do tại sao mình bỏ dầu vô á, là mình bỏ dầu vô khi mà mình luộc nuôi xong đó, quý vị thấy là cái nuôi của Phương Quỳnh nó rất là tơi, nó không có bị đóng cục lại với nhau. Thì quý vị nhớ là bỏ một ít dầu vô mình đảo đều thì cái nuôi nó sẽ không bị đóng cục khi mà mình luộc cái nuôi xong rồi. Còn mình bỏ một chút xíu muối vô á, là để mình ăn cái nuôi cho nó có cái vị đậm đà. Nhiều khi cái nước canh của mình đậm đà nhưng mà cái nuôi nó lạc thì nó làm mất cái vị ngon của cái món ăn của mình đi. Thì mình sẽ bỏ một ít muối vào trong đây. Khi mà quý vị thấy nuôi nó đã chín rồi theo cái sự hướng dẫn đằng sau á, thì quý vị nhớ xả nước lạnh cho Phương Quỳnh liền. Cái lý do tại sao mình xả nước lạnh đó là tại vì khi mà mình lấy nuôi ra thì cái độ nóng nó vẫn còn ở trong nuôi. Mặc dù mình đã lấy nuôi ra rồi nhưng mà nó vẫn còn nấu ở trong đó thì nó sẽ làm cho cái nuôi mình bị mềm. Cho nên quý vị xả nước lạnh là nó sẽ ngưng ngay cái độ nấu và cái nuôi của mình sẽ giữ đúng cái độ cứng mà mình muốn như vậy. Thì hôm nay Phương Quỳnh chỉ nấu nuôi, nhưng mà quý vị có thể áp dụng công thức này cho mì hoặc hủ tiếu hoặc bánh canh, tất cả cái gì chay cũng được, cũng cái nồi nước dùng này. Nhưng mà thì hôm nay mình ngán ăn nuôi thì mình có thể mua một bịch bánh canh ở ngoài cũng được, hoặc là mình có thể mua bịch mì luộc lên ăn cũng như vậy thôi. Thì cái nồi nước canh là cái công thức giống nhau, còn nuôi, mì, hủ tiếu là tùy sở thích của mọi người. Rồi Phương Quỳnh có ở đây là một cái tô... Ở đây là Phương Quỳnh có một tô củ cải với lại cà rốt Phương Quỳnh đã cắt rồi. Thì hồi nãy cái lúc mà Phương Quỳnh nói là quý khán giả mua cái củ cải thiệt là bự với lại củ cà rốt thì mình cắt một khúc ra để mình làm cái nước dùng. Còn quý vị chừa lại cho Phương Quỳnh một ít thôi. Mình cắt nhỏ nhỏ như vậy nè quý vị. Thì cái này là mình không bỏ vô lúc đầu. Tại cái này mình sẽ bỏ vô cỡ 20 phút trước khi mình ăn cho nó chín tới, là mình có thể bỏ luôn với cái nước dùng của mình, là nó có thêm phần rau củ trong cái nước dùng của mình. Cà rốt cũng vậy. Cà rốt này thì quý vị nào có thời gian ở nhà thì quý vị tỉa bông. Phương Quỳnh đã tỉa bông cà rốt rồi. Thì khi mà mình bỏ lên cái tô của mình nó sẽ nhìn đẹp hơn. Còn quý vị nào không có thời gian mình tỉa bông cũng được, không sao quý vị. Mình cũng cứ cắt những cái khoanh nhỏ nhỏ giống như củ cải thôi. Tức là mình có hai loại, nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ ngồi chăm chút tỉa bông. Còn quý vị không có thời gian thì mình cứ cắt những cái miếng này. Rồi khi mà trước khi ăn 20 phút đó, thì quý vị bỏ vô. Tại vì quý vị thấy là cái cà rốt Phương Quỳnh cắt là những cái miếng nó vừa ăn rồi, nó không có to quá. Cho nên là nó không có tốn thời gian để khi mà mình nấu. Cỡ 20 phút là cà rốt bắt đầu đã mềm là mình có thể bỏ vô tô ăn được rồi quý vị. Trong lúc chờ nước sôi thì Phương Quỳnh có thêm một vài gia dụng, một vài những cái món mà mình cần bỏ thêm. Ở đây là Phương Quỳnh có cái này nó gọi là đường phèn. Thì quý vị bỏ thêm đường phèn vào trong cái nồi như vậy á, để cho cái nước nó thêm ngọt hơn. Tại vì nếu mà nấu đồ chay nhiều khi củ cải không thì nó không đủ ngọt. Quý vị đừng bỏ nhiều đường phèn quá. Quý vị thấy cái nồi của Phương Quỳnh ở đây á, thì bây giờ Phương Quỳnh chỉ bỏ một cái cục nhỏ này vô thôi. Quý vị bỏ vô và nấu chung thì cái nước nó sẽ ngọt. Quý vị bỏ nhiều quá thì cái nước nó sẽ ngọt mất tự nhiên đi. Và khi mà nó ngọt quá rồi đó là mình không thể nào mình sửa được cái nước đó hết. Khi mà quý vị mà cho nhiều đường quá rồi mà mình có thêm muối vô này nọ thì nó mất ngon. Mà mình cho thêm nước lạnh vô á thì nó sẽ mất cái vị ngọt đi. Cho nên là mình có thể xài nhưng mà mình đừng lạm dụng cái đường này nhiều quá. Thì đồ chay thì rất là dễ thôi quý vị. Ngoài cái này nó đã có sự ngọt tự nhiên của một ít đường phèn và một ít rau củ với nấm. Thì mình chỉ cần ở đây muối thôi. Phương Quỳnh là xài muối. Quý vị nào thích xài thêm cái bột nấm thì quý vị có thể bỏ vô thêm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Phương Quỳnh mà mỗi khi mà Phương Quỳnh bỏ cái bột nấm thì nó có cái mùi nó không có được ngon cho lắm. Cho nên Phương Quỳnh là thường không bỏ cái bột nấm. Mình sẽ có một ít muối ở đây. Khi mà nước sôi rồi mình bắt đầu mình nêm. So với cái... món này thì cái nước dùng của mình quý vị nêm cho Phương Quỳnh hơi mặn hơn một chút xíu so với cái lượng mà mình hay ăn thường ngày. Tại vì cái nuôi này nó lạc. Phương Quỳnh hồi nãy có nói là mình có bỏ một chút xíu muối vô trong lúc mà mình luộc nuôi. Nhưng mà cái độ lạc đó nó cũng sẽ không có đủ đâu quý vị. Cái độ mặn đó nó sẽ không có đủ cho nuôi. Cho nên khi mà mình chan nước canh vô cái nuôi đó thì nó sẽ làm lạc đi cái tô nước của mình. Thì quý vị nêm cho Phương Quỳnh hơi mặn hơn một chút xíu. Để khi mà mình chan với nuôi rồi là vừa rồi. Mình đừng nêm mặn quá. Thí dụ mà quý vị thích thì mình có thể chấm thêm nước tương. Nếu mà mình không muốn chấm thêm nước tương thì mình nêm hơi mặn hơn một chút xíu so với mình ăn thường ngày.
Ngoài ra ở đây Phương Quỳnh có một chén hành ngò, tại vì nuôi mà thiếu hành ngò là mất đi cái sự ngon của nó rồi. Và một ít tiêu. Thì bây giờ là mình chỉ đợi cái nước của mình sôi thôi là mình bắt đầu làm tiếp. Quý vị ơi, bây giờ cái nồi của Phương Quỳnh, cái nước ngọt của cái củ cải với lại củ cà rốt nó đã ra rồi. Và Phương Quỳnh cũng bỏ những cái miếng nho nhỏ vô được cỡ 5 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt những cái thứ mà mình không cần ra. Giống như cái hành tây này là mình không cần nữa thì mình sẽ vớt ra. Thì cái lúc mà mình múc đồ ăn đó, nó sẽ không bị dính vào cái đồ ăn của mình. Tại vì cái này hồi nãy Phương Quỳnh có nói ngay lúc đầu là mình chỉ bỏ vô để lấy nước ngọt thôi. Rồi bây giờ mình xài hết rồi thì mình lấy ra. Cho nên lúc đầu cái đó là lý do tại sao Phương Quỳnh nói là mình cắt những cái củ cải với củ cà rốt to như vậy nè, để mình lấy ra cho dễ thôi. Chứ mà quý vị cắt nhỏ 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 cùng với những cái mà mình ăn á, thì lúc mà mình lấy ra nó rất là khó và nó bị mềm nữa. Quý vị thấy là cái củ cải của Phương Quỳnh nấu là bây giờ nó đã hết nước luôn, là nó đổi sang cái màu hơi ngà ngà luôn quý vị. Là cái nồi nước này sẽ rất là ngọt, nó ngọt từ củ sắn. Nếu mà quý vị nào ở nhà có táo hoặc lê, hoặc là mình không có ăn hết đó, mình có thể bỏ vô hết, mình cứ nấu hầm nước rồi mình sẽ lọc lại lấy cái nước trong rồi mình sẽ nấu canh, hoặc là mình dùng mà nấu cái này cũng được nè. Mình đừng có bỏ phí làm chi, tại vì Phương Quỳnh biết là giống như cái đợt gần Tết là mọi người hay mua nhiều trái cây rồi mình dư nhiều quá mình không biết làm gì, thì quý vị cứ bỏ hết vô cái nồi hầm lấy nước ngọt. Sau khi mà Phương Quỳnh vớt gần hết cái mấy cái củ cải với cà rốt ra rồi là quý vị thấy là cái nồi của mình nó bị vơi xuống hẳn luôn quý vị ơi. Hồi nãy là quý vị nhớ là cái lúc đầu là mình thấy nó đầy lên có mình hơi sợ ha. Bây giờ mình đã lấy ra rồi là cái nồi của mình nó đã vơi rồi, nó không nhiều quá đâu. Là cái một cái nồi như vậy là đủ cho 4 người ăn. Là Phương Quỳnh nhắc lại là 8 cốc nước. Hồi nãy lúc mà Phương Quỳnh bỏ vô lúc đầu là Phương Quỳnh bỏ 4 cốc nước lạnh với 4 cốc nước mà mình ngâm nấm đông cô. Rồi mình sẽ bỏ củ cải, cà rốt, tất cả loại nấm vào để mình hầm lấy nước. Rồi cái cà rốt mà mình tỉa bông như vậy thì mình bỏ cỡ 15-20 phút trước khi mình ăn làm cho nó mềm thôi. Chứ mà mình bỏ vô sớm quá là nó sẽ bị nhũn ra, nó không ngon. Bây giờ Phương Quỳnh bỏ tiếp những cái cục lớn lớn này ra. Là tại vì nó đã mềm rồi, mình hâm nó cũng khá là lâu rồi. Thì bây giờ cái nồi này của Phương Quỳnh là mình sẽ nêm muối vô. Hồi nãy Phương Quỳnh có nói là quý vị nào thích thì mình có thể nêm thêm bột nấm. Nhưng mà tại cái bột nấm thường nó hơi có cái mùi của cái bột nấm, Phương Quỳnh không có thích cái mùi đó. Cho nên mình chỉ nêm đơn thuần là muối. Với lại hồi nãy lúc đầu Phương Quỳnh có bỏ một cục nhỏ đường phèn vô. Là mình nấu đến bây giờ là cái đường phèn nó cũng tan ra, nó thêm cái sự ngọt cho cái nước của mình rồi. Thì ở đây Phương Quỳnh là mình bỏ vừa. Mình hồi nãy Phương Quỳnh có nói là quý vị lúc mà nêm á, là mình nêm hơi mạnh tay hơn so với mình ăn cái súp thường. Tại vì cái nuôi của mình nó hơi lạc á quý vị. Mình nêm nó lạc quá thì mình ăn vô nó sẽ mất ngon. Còn mình nêm hơi đậm hơn tí á thì mình ăn vô với lại cái nuôi mình nó lạc, mình ăn vô là vừa rồi. Thì quý vị tùy quý vị nào thích ăn đậm lạc thêm á thì mình bỏ theo sở thích của mình thôi. Bây giờ để Phương Quỳnh nếm thử cái nước của mình. Phương Quỳnh thấy nó vẫn còn hơi lạc, cho nên là Phương Quỳnh sẽ bỏ thêm một ít muối vô. Nếu quý vị nào mà sợ mà lạc mà giống như mình hâm đi hâm lại mà nó sắc xuống á, quý vị nêm lạc cũng được. Rồi mình sẽ có một chén nước tương ớt mình chấm cái nấm vô cũng ngon lắm. Giờ Phương Quỳnh sẽ nêm lại nha. Bây giờ nó đã vừa ăn rồi, nó hơi mặn hơn so với cái độ mà mình thích là được rồi quý vị. Thì ở đây là hồi nãy Phương Quỳnh múc sẵn ra một tô nuôi rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ những cái đồ ăn vô. Mình cứ bỏ mỗi thứ một chút. Mình bỏ một ít cà rốt, một ít củ cải. Rồi tất cả các loại nấm mình cứ chan vô thôi. Quý vị nào thích ăn nhiều nấm thì mình cho nhiều nấm. Quý vị nào thích ăn nhiều cà rốt thì mình cho nhiều cà rốt. Đó là theo sở thích của mỗi người. Rất là dễ.
Rồi cái món này mình không thể thiếu là hành ngò. Bây giờ Phương Quỳnh sẽ rắc một ít hành ngò lên trên. Và cái cuối cùng là tiêu nữa mà quý vị. Mình bỏ một ít tiêu lên. Như vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi suốt chương trình món nuôi chay vừa rồi. Hy vọng là quý vị sẽ dễ dàng làm món này ở nhà cho gia đình hoặc cho người thân, hoặc là những ngày rằm hoặc mùng 1 sắp tới. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Trân trọng giới thiệu đến quý đồng hương nhà quàn East County Mortuary, nhà quàn sang trọng, rộng rãi, trang nghiêm, một nơi lý tưởng cho việc mai táng, phục vụ theo phong tục và nghi lễ phù hợp mọi tôn giáo. Với chuyên viên Việt Nam, cô Đỗ Thái Uyên uy tín trên 32 năm kinh nghiệm, tận tâm, chu đáo với chi phí thấp nhất, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ mọi khó khăn xảy ra trước, trong và sau khi người thân qua đời. Để được hướng dẫn tận tình mọi chi tiết, tất cả các dịch vụ về hậu sự, xin gọi cô Đỗ Thái Uyên 619-518-8510 hoặc 619-582-1989. Theft. Rape. Assault. Elder abuse. Murder. Crime doesn't discriminate. Anyone in San Diego County can become a victim. Anyone. We're the District Attorney's Office. And we support victims by providing emotional help. Like crisis intervention. And counseling. If you've been the victim of a crime. Or know someone who needs assistance. Please go to sandiegoda.com to learn more. Because crime doesn't discriminate. And we're here to help. Kim Ngọc với chương trình Kiến thức dược thảo và đời sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Xin được kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Xin chào bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Xin kính chào tái ngộ đến quý vị và Kim Ngọc. Xin chào bác sĩ. Kính thưa quý vị, trong những chương trình kỳ trước, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa đã chia sẻ với chúng ta hạt é đi đôi với hạt đời ươi. Và ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa sẽ chia sẻ chúng ta hai loại mũ của hai loại cây có cái tên là mũ trôm và mũ gòn. Và kính thưa quý vị, hiện tại trên bàn thì Kim Ngọc thấy có mũ trôm. Trước tiên mình đi vào cái chi tiết thì xin bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa sẽ nói về cái nguồn gốc của mũ trôm như thế nào hả anh? Trôm là T-R nha cô Ngọc nhé. Trôm, dạ. Có nhiều khán giả lại hỏi, viết email vô lại hỏi cái mũ trôm là T-C-H. Trôm. Trôm. Quý vị, dạ. Mũ trôm T-R thưa quý vị. Người dạ. Bắc thì đọc phát âm chữ T-R không rõ. Dạ. Nên người Nam thì họ gọi cái mũ trôm là T-R, trôm. Kính thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta nói về cái nguồn gốc của cái trôm á, thì nó có nguồn gốc từ Phi Châu. Hiện nay đó trên thế giới đó cô Ngọc và khán giả, nó có tới hơn 100 loại trôm khác nhau, nhưng mà tại Việt Nam của chúng ta đó thì có khoảng 25 loại và được trồng nhiều nhất ở Ninh Thuận và Bình Thuận, nghĩa là từ Đà Nẵng vào trong miền Nam của chúng ta. Cái mũ trôm đó, hoặc là cái người ta còn gọi là nhựa trôm, thì nó là một cái chất lấy từ cái vỏ thân của cây trôm. Dạ vâng, vậy nó có cái tên khoa học nào không anh? Dạ thứ khó chứ, hầu hết tất cả các thuốc đều được có cái tên khoa học. Cái tên khoa học của nó là Stecolia photida. Mà cô Ngọc có biết photida là gì không? Dạ, không. Photida tiếng Latin đó có nghĩa là hôi, thối. Trời ơi. Lý do tại sao thưa quý vị? Thì khi mà cây trôm á, có cái khi mà nó cho hoa đó, khi mà chúng ta nghĩ tới hoa là phải nghĩ tới mùi thơm. Nhưng mà đặc biệt đó, cái hoa của cây trôm rất là hôi, nên người ta dùng cái photida nghĩa là hôi, nên người ta dùng cái mùi hôi của cái hoa của cây trôm mà đặt tên cho cây trôm. Vì thế đó ở miền có nhiều cái địa phương ở miền Nam á còn gọi là trôm hôi. Đúng là hôi quá thế mới gọi như vậy. Vậy thì cái thành phần của nó thì như thế nào hả anh? Bây giờ cái thành phần của nó đó thì bên chúng ta đi vào cái thành phần của mũ trôm thì nó có chứa rất là nhiều những cái chất calcium, magnesium, chất sắt và chất kẽm. Đồng thời và có chứa nhiều chất kali. Thì quý vị thấy đó, mũ trôm mà khi mà chúng ta ngâm vào nước như vậy đó, cô Ngọc cho khán giả biết thấy đó, thì nó nở ra rất là nhiều. Thì cái tác dụng của khi mà nó nở ra như vậy đó, thì
trong cái mũ trôm nó có nhiều cái chất fiber, có nhiều chất xơ. Yeah. Và cái chất xơ này nó hòa tan trong nước. Yeah. Trong đông y đó thì người ta, cái tác dụng của mũ trôm đó thưa quý vị là nó giúp cho mát gan, giải độc và giúp cho nhuận trường vì nó có nhiều chất xơ. Yeah. Khi mà nhuận trường như vậy thì nó sẽ giúp cho các triệu chứng mà bị táo bón kinh niên rất là hữu hiệu. Hay quá. Dạ vâng. Yeah. Quý vị thấy thì cái nhựa trôm đó thì nó hút, nó bị thấm nước rất là mạnh. Thì cái này là cô Kim Ngọc mới ngâm được một ngày. Vâng, vâng. Yeah. Thì cái mũ trôm đó nó có thể nở từ gấp 10 cho tới 20 lần. Ví dụ như là bây giờ chúng ta sử dụng là một, chúng ta đi qua một cái mũ gòn một chút thưa quý vị. Yeah. Thì một miếng mũ gòn như vậy mà chúng ta ngâm được nó nở ra to đến như thế này thưa quý vị. Wow. Đó thì cái mũ trôm nó cũng vậy. Thì khi mà nó nở ra như vậy đó thì nó sẽ trương nở khi mà chúng ta dùng cái mũ trôm á vào trong cơ thể chúng ta thì nó lại trương nở, và nó vì thế nó kích thích cái nhu động ruột của chúng ta và nó giúp cho phân dễ dàng tống ra. Đó. Bởi vậy chúng ta ăn mũ trôm rất là tốt cho vấn đề nhuận trường và ngừa các bệnh như là bệnh trĩ chẳng hạn. Dạ vâng, nhưng mà nói như vậy thì mũ trôm như thế nào mới ăn được anh? Tại vì nó có độc không anh? Nếu mà ngâm không đúng nó có độc không anh? Mũ trôm thì nó không, nó tính lành, không độc. Dạ. Và nó có cái vị ngọt và tính mát. Tính mát, nhưng mà mát quá thì có hóa hàn không anh? Dạ vâng, đúng. Dạ. Thì cái gì cũng vậy, vừa phải thì nó tốt, nhưng mà nếu mà mát quá thì hóa hàn. Chúng tôi xin một phút ở đây để trả lời luôn các bệnh nhân của một số bệnh nhân mà đề cập tới cái vấn đề mà chúng ta nói về quả dưa hấu. Dạ. Quả dưa hấu thì cái tính nó hàn. Dạ đúng rồi. Mà hàn quá thì quý vị, có quý vị thì hỏi là tôi ăn có cảm thấy nó nóng, đúng nó rồi. Nhiệt. Dạ. Thì kính thưa quý vị, cái gì mát quá thì nó sẽ quá hàn, mà hàn quá thì nó sẽ hóa nhiệt thưa quý vị. Cũng giống như, thì bởi vậy đó lý do tại sao mà nếu mà chúng ta ăn một cái tính cái vừa phải thôi thì không sao, nhưng mà quá nhiều thì quý vị ăn dưa hấu cũng vậy, thì quá hàn nó hóa ra nhiệt thì quý vị có thể thấy là đi khiết chẳng hạn. Dạ. Yeah. Vậy thế anh, nhưng mà thì, nếu mà mũ trôm như vậy á, nếu như em ngâm mà không kịp như vậy thì anh nó có bị hại gì không anh? Kính thưa quý vị, cái câu hỏi rất là hay. Không nên, tại vì đó hồi nãy chúng ta có đề cập là nó có cái tính nó hút và thấm nước rất là nhiều. Yeah. Mà khi mà chúng ta ví dụ như nó chưa nở. Yeah. Cái này là chúng tôi đã ngâm cả tuần nay thì nó nở như vậy, rất diễn, là xấu với nhiễm. Yeah. Còn cái này nó vẫn còn đóng cục như vậy thì nó còn thấm nước nhiều nữa, mà chúng ta ăn vô trong bao tử hay trong đường ruột của chúng ta đó thì nó sẽ hấp thụ cái nước trong của cơ đường ruột của chúng ta, và khi mà đường ruột chúng ta không đủ nước đó thì nó sẽ đóng cục và bị nghẽn đường ruột. Không nên. Vâng, cái đó là một cái mà quý vị nên lưu ý. Vậy nó giống như một vị thuốc quý vị ơi, cho nên là mình khi mà ăn uống cái gì cũng phải là coi chừng cẩn thận. Dạ vâng. Dạ, dạ vâng. Dạ. Vậy. Ngoài ra đó thưa quý vị, cái tác dụng của mũ trôm đó, dạ vâng, nó giúp cho điều hòa cái lượng đường của trong huyết của chúng ta, trong máu của chúng ta. Vì thế rất là tốt cho những người bị tiểu đường. Hay quá. Dạ vâng, nhưng mà còn cái người nào thì mới không được ăn mũ trôm hả anh? Mũ trôm, thì những cái người chẳng hạn như là phụ nữ đang có thai. Tại vì phụ nữ đang có thai đó thì không nên ăn những cái gì mát hoặc là hàn. Tại vì cái bào thai không thích hàn. Đồng thời nữa đó là cái vị phụ nữ đang cho con bú. Tại vì nó mát quá mà người phụ nữ ăn cái gì thì mà cho con bú thì đứa bé đó là cũng trực tiếp gián tiếp ăn những cái gì đó mà mình ăn, thì mà và những cái baby đó, những đứa bé đó cái đường tiêu hóa của nó rất là nhạy cảm thì nhiều khi mát quá thì các em bé đó sẽ có những cái triệu chứng là đi tiêu chảy chẳng hạn thưa quý vị. Và đồng thời với những người mà đang có một cái khối u ở trong ruột hay trong bao tử thì cũng không nên. Oh. Thì chúng ta lại cũng đề cập lại tại nó thấm. Yeah.
có thể bị nghẽn đường ruột chẳng hạn, chúng ta có đề cập cái vấn đề đó. Dạ, vâng. Và những người đang dùng thuốc thì không nên. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, mủ chôm đó thì chúng ta dùng để làm thực phẩm, nhưng mà bên Âu Châu, nhất là bên Anh đó, thì họ dùng như là thuốc để sổ hoặc là thuốc nhận trường, thưa quý vị. Wow. Và bác sĩ ở bên Âu Châu, bên Anh thường thường họ cũng hay giới thiệu người bệnh nhân nên dùng cái mũ chôm. Dạ, mà hiện nay Việt Nam cũng vậy đó, họ dùng mũ chôm không vào cái vấn đề mà thuốc, mà về cái vấn đề giải khát. Có những cái công ty bào chế bột mũ chôm chỉ pha ra thôi. Ồ, hay dạ, quá. Dạ vâng. Vậy thì còn mũ gòn thì sao hả anh? Mũ gòn thì chúng ta có đủ giờ không thưa dạ, cô? Dạ vâng. kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa sẽ chia sẻ tiếp tục với chúng ta về mũ gòn cũng giống như mũ chôm sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Tin vui, tin vui, hệ thống siêu thị Thuận Phát hân hạnh phục vụ quý nhà hàng Thịnh Food To Go. Từ nay, chi nhánh Thuận Phát San Diego mở thêm Cash and Carry, chuyên bán sỉ, wholesale, giá thật rẻ cho nhà hàng Thịnh Food To Go và quý khách mua nhiều. Chúng tôi bảo đảm phẩm chất thịt cá, rau cải và tất cả hàng khô. Đặc biệt giá rẻ nhất vùng. Hãy gọi 858-565-0398 để biết thêm chi tiết. Siêu thị Thuận Phát San Diego, trân trọng, kính mời! Nước phở bò nguyên chất Mamala Kitchen, sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tủy bò và xương ống, đậm đà thơm ngon không chất bảo quản. Thêm nước sôi cho một gói nước phở bò nguyên chất là có ngay 6 tô phở tuyệt hảo Mamala Kitchen nhiều dinh dưỡng. Tìm ngay nước phở bò nguyên chất Mamala Kitchen trong các chợ người Việt. Đây là sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường Hoa Kỳ và đã được USDA chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn phẩm chất cao. Mamala Kitchen còn có nhiều loại chả giò thơm ngon, tiện lợi, bánh tráng giòn lâu ai cũng thích. Mamala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã. Kim Ngọc và bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của bác sĩ. Và bác sĩ Khoa, mình mới vừa nói về vấn đề mũ gòn. Vậy thì anh có thể nói sơ cho quý vị biết là cái mũ gòn như thế nào hả anh? Kính thưa quý vị, cái chương trình hôm nay đó thì cái chính là cái đề tài là mũ chôm. Dạ vâng. Nhưng mà mũ chôm với mũ gòn á, nó giống nhau lắm. Nó, quý vị thấy trên bàn thì nó chỉ khác màu thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cái vị của nó thì hơi khác thưa quý vị. Cái vị... Dạ. Cái vị của mũ chôm thì nó ngọt, nhưng mà ngược lại mũ gòn thì nó hơi chát. Dạ vâng. Và đồng thời đó thì ngoài cái tác dụng của mũ chôm với mũ gòn đó, thì cái tác dụng của mũ chôm nó mạnh hơn cái tác dụng của mũ gòn. Nhưng mà ngược lại cái mũ gòn đó thì nó có cái tác dụng là lợi tiểu mạnh hơn là của mũ chôm. Có như thế thôi. Và trong cái vấn đề mà về kinh tế đó, dạ vâng, thì thường thường quý vị thấy hạt é với đuôi, thường thường thì quý vị thấy là mũ gòn nhiều hơn mũ chôm, tại vì cái mũ chôm nó rẻ hơn. Cái mũ gòn nó rẻ hơn là mũ chôm thưa quý vị nha. Dạ. Dạ, và khi mà khi mà chúng ta ăn thì nó nó sừng sực hơn là cái mũ gòn. Đúng rồi. Dạ, vâng. Em thấy cái đó. Dạ vâng. Nhưng mà thật sự ra cái mũ chôm ở đây với lại cái mũ gòn này thì cái thành phần của nó khi mà mình ngâm ăn đâu có tan giống như cái mũ này thì mình phải vâng. Làm sao? Dạ. Khi mà cái quý vị thấy không, nói về cái vấn đề kinh tế luôn. Dạ. Thì khi mà chúng ta ngâm một một miếng mũ chôm mũ gòn như thế này mà nó cho ta một nó nở ra to như một vậy lớn vâng, như vâng. Thì nó nở có thể là nhiều lần so với cái mũ chôm. Dạ vâng. Vậy thì cái tính chất của nó cũng giống như mũ chôm mà nhưng mà nó mạnh hơn. Dạ vâng chị. Dạ. Xin lỗi, cái mũ chôm nó mạnh hơn cái mũ gòn. Dạ quý vâng. Vị, bởi vậy là chúng ta nghe nếu mà chúng ta nghe mũ chôm nhiều hơn là mũ gòn. Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng. Và đồng thời đó thì bây giờ chúng ta không những mũ chôm và mũ gòn đó, nó cũng trong cái vấn đề mà thực phẩm đó thì ở bên ở nước ngoài đó dạ thì người ta dùng cái mũ gòn, ít khi nào dùng mũ chôm lắm, để làm nấu nước ăn, để làm như là đặt lại như là cái nước sốt chẳng hạn, thay vì chúng ta dùng cornstarch là cái bột năng để cho đặt thì người ta dùng cái mũ chôm. Không những người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà hồi nãy chúng ta nói cái nguồn gốc của mũ chôm với mũ gòn dạ thì vâng. Nó từ Phi Châu. Dạ. Nhưng mà hiện nay đó thì các nước như nó nhất là những cái vùng nhiệt đới như là Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Philippines,
Indo, họ trồng rất là nhiều. Và những nước đó đó thì không những họ ít dùng cái mũ chôm để trong cái vấn đề mà thức uống như chúng ta, nhưng mà họ dùng mũ chôm với mũ gòn để trong cái vấn đề nấu nướng nhiều hơn. Người ta dùng mũ chôm nó cũng để làm như là làm kẹo hay là làm xinh gôm chẳng hạn. Đồng thời đó người ta dùng mũ chôm luôn để làm mỹ phẩm để cho căng da. Tại vì cái chất nhờn của hả anh? Dạ vâng. Ra như vậy. Người ta dùng lotion đó để dùng mũ gòn đó và mũ chôm để biến chế lotion nữa thưa quý vị. Vâng. Bây giờ đó thì cái đó là cái tác dụng của mũ chôm với mũ gòn. Bây giờ chúng ta cũng không quên nói về cái tác dụng của cây chôm. Vâng. Thì đó Việt Nam mình thì ít dùng, nhưng mà các nước như Ấn Độ, Indo đó thì họ dùng cái lá của mũ chôm đó thì để chữa lở loét về những cái vấn đề về da, và họ dùng cái vỏ của cái cây, cả hai cây chôm và cây gòn á, để dùng để lợi tiểu. Hồi nãy chúng ta nói cái mũ đã có cái tác dụng lợi tiểu, nhưng mà cái vỏ của cây chôm và cây gòn nó cũng có tác dụng lợi tiểu rất là tốt. Vậy trong Đông y thì cái mũ chôm và mũ gòn thì cái nào thịnh hành nhất hả anh? Hồi nãy chúng ta nói thì cái mũ gòn, cái mũ chôm thì nó tốt nhất. Nó tốt hơn và giá của nó vẫn dĩ nhiên nó vẫn đắt hơn. Còn cái vấn đề mà chúng ta cứ nghĩ là Việt Nam mình chúng dùng, nhưng mà người Ấn Độ đó, hiện nay chúng ta kiếm mũ chôm ở trong cái siêu thị Việt Nam tại nước Mỹ này rất là khó. Đúng rồi. Không có bán. Nhưng mà quý vị có thể kiếm mũ chôm và mũ gòn, không những mũ chôm mũ gòn còn nhiều loại mũ khác nữa ở các chợ Trung Đông hoặc là chợ Ấn Độ tại cái vùng địa phương chúng ta đang ở đây. Thì như đấy chúng tôi có đề cập đó là mũ chôm với mũ gòn và những cái mũ khác đó họ rất là thông dụng, dùng trong những việc nấu nướng của họ. So với người Việt Nam của chúng ta. Vậy cho nên chợ Việt Nam mà tuy rằng nó mũ chôm mũ gòn Việt Nam mình cũng biết, nhưng mà thật sự ở đây em thấy không có bán. Mà thật sự hiện nay có nhiều địa phương ở Việt Nam của chúng ta đó thì họ đã biết dùng cái lá rồi, cái lá của cái mũ chôm để họ nấu lên xong rồi, hoặc là để họ tắm rửa chẳng hạn, như là cho con nít bị chôm bị sẩy chẳng hạn. Vậy hả? Dạ vâng. Bây giờ thì khi mà cái vấn đề truyền thông và báo chí đó thì người dân địa phương hoặc là những cái người dân ở vùng sâu họ cũng biết được cái tin tức đó, thì bây giờ họ áp dụng vào cái cuộc sống của họ. Dạ vâng. Mình ăn nhiều có được không anh? Ví dụ một ngày lấy một ly ngày một nào ly uống thì, được không anh? Dạ vâng thì tốt. Nhưng mà đó hồi nãy chúng ta khi mà chúng ta ăn nhiều quá là chúng ta biết. thì cơ thể của mỗi người mỗi khác, tùy theo cái chiều cao, cái sức nặng của mỗi người và tùy theo cái tạng người hàn hay là nhiệt nữa. Thường thì em thấy là pha thì thường họ pha với mứt, đường phèn, hay người ta pha vô rồi những cái giống như là trái vải hay là trái nhãn, trái chôm chôm, rồi mít người ta pha chung với lại cái mũ chôm với lại đường. Thì thực sự ra nếu mà anh nói rằng nó giảm đường mà khi ăn vô thì lại có thêm đường nữa thì nó có ảnh hưởng gì không anh? Cái vấn đề mà đó, hồi nãy những cái trái cây mà cô Ngọc hỏi đó thì thường nó có cái tính nhiệt. Cái mũ chôm với lại có tính hàn, nhiều khi người ta lại và cái đó là không phải là cái chính đó, tại vì nếu mà chúng ta ăn mũ chôm không như vậy đó thì cái mùi nó không có được thơm hoặc không được ngon, nó rất là nhạt. Tuy là cái tính của nó ngọt nhưng mà nó chúng ta thấy có cái khi mà còn mũ chưa ngâm thì chúng ta thấy có cái mùi chua hơn là cái vị ngọt đó. Vì nên nhiều khi có nhiều người mới ăn hơi khó ăn nên người ta phải cho những cái mít hoặc là nhãn vào để cho nó thì ra như vậy. Áp đi cái mùi hăng của cái mũ chôm. Cảm ơn anh. Thật sự ra Kim Ngọc rất thích cái món này. Nhưng mà thực sự nghe nói là ăn nhiều quá cũng không có tốt. Nhưng mà Kim Ngọc chỉ nghĩ rằng là mũ là chắc có độc. Đó, hồi nãy đó, xin lỗi Kim Ngọc, hồi nãy có hỏi về tại sao nó ngọt quá mà liên quan đến những người tiểu đường. Thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta
ăn để chữa tiểu đường thì chúng ta không nên bỏ đường. Hồi nãy cũng trở lại về cái chất xơ fiber mà nó hòa tan trong cơ thể và cái sự thấm của nó hút nước, thì khi mà vào trong cơ thể của chúng ta đó thì nó sẽ hút thấm nước, thì rồi nó mới từ từ tiêu hóa, thì cái lượng đường đó nó sẽ chậm đi hòa tan vào trong cơ thể của chúng ta, thì vấn đề đó nó rất là tốt cho những người tiểu đường. Dạ thưa anh, khi em ngâm cái mũ trôm này, khi em để ở ngoài khoảng chừng 3 ngày nó lên mốc xanh anh, thì cái đó nó như thế nào hả anh? Chúng ta có thể ngâm một ngày và sau đó không nên để ở ngoài, có thể ngâm ở tủ lạnh. Như là chúng tôi ngâm ở đây, chúng ta ngâm này hơn một tuần, dạ, ngâm vâng. Mà không có sao hết. Dạ vâng, vậy có nghĩa là khi mà mình ngâm thì cái nước của nó cũng rất là quan trọng phải không vâng. anh? Vâng, nên dạ. Tại vì chúng ta, tại cái mùi chua rồi và cái độ ẩm ở ngoài, cái khí hậu ở ngoài chúng ta không có nên. Chẳng hạn như chúng ta ngâm gạo cũng vậy thì nó sẽ lên cái mùi chua. Bởi vậy chúng ta không nên ngâm quá một ngày. Nếu mà quý vị muốn ngâm lâu thì cứ nên bỏ tủ lạnh 1-2 tuần không sao. Không cần phải thay nước hả anh? Hay là mình có thêm nước không để cho nó nở hay sao anh? Đôi khi cái nước thì nó đục và quý vị thấy trong cái mũ trôm nó có những cái vỏ cây. Và chúng ta phải nhặt nó ra thì mấy cái nước đầu chúng ta nên thay nước. Cũng nói về cái vỏ cây đó, thưa quý vị và Kim Ngọc, thì các nước khác ngoài Việt Nam thì họ sử dụng cái vỏ của cây trôm và cây gòn để chữa các bệnh như là viêm khớp và chữa các bệnh như là phong thấp chẳng hạn. Hay quá, dạ vâng. Kim Ngọc cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa về mũ trôm cũng giống như là mũ gòn, và cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Kim Ngọc và bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kiến thức dược thảo vào đời sống với bác sĩ kỳ sau. Xin trân trọng kính chào quý vị. Chào quý vị. Kính chào quý vị khán giả đài VNTV San Diego. Hôm nay công ty của chúng tôi là Mamala Kitchen đến từ Houston, Texas. Chúng tôi có mặt tại chợ Thuận Phát, là một trong những chợ Á Đông ở San Diego, để giới thiệu một cái sản phẩm rất là mới và ngon và tiện lợi đến quý vị khán giả. Đó là nước cốt phở Mamala. Ngoài cái nước sản phẩm là nước cốt phở bò, nước cốt phở gà và nước bún bò Huế, thì còn có các loại chả giò khác nhau, như là chả giò tôm thịt, chả giò thịt heo, những cái món rất là đặc trưng cho người Việt Nam và Á Đông chúng ta. Với cái sản phẩm nước cốt của Mamala Kitchen, thì quý vị khi mà nấu một cái nồi bún bò Huế hoặc là một cái nồi phở ở nhà, quý vị không có cần phải hầm xương và mua những cái nguyên liệu khác để bỏ vào nữa. Chúng tôi đã hầm xương và thịt trong vòng 15 tiếng. Và tất cả các cái gia vị để nấu phở chúng tôi đã ép vào ở trong đó, nêm nếm hết rồi. Cho nên khi mà quý vị mua về đó, quý vị chỉ defrost ra, tại vì cái này là frozen, nó là real phở, cho nên là nó là cái sản phẩm frozen. Quý vị mua về, quý vị defrost nó, có thể ngâm trong vòng nước nóng trong vòng khoảng 5 phút, rồi quý vị bỏ vào nồi. Sau đó quý vị ép thêm 40 ounce nước lạnh và quý vị sẽ làm cho nó sôi lên. Xong rồi quý vị có thể bỏ bánh phở và ép cái meatball của Mamala Kitchen vào, nấu sôi lên là quý vị đã có một cái nồi phở thơm ngon. Để nấu một cái nồi phở gà thì cũng tương tự như nấu phở bò. Quý vị có thể mua nửa con gà về hầm lên khoảng 15 phút. Rồi quý vị dùng cái nước hầm gà đó lấy ra 40 ounce, cũng fill up đến cái lài này, và trộn chung với cái nước cốt phở gà của Mamala Kitchen. Nấu sôi lên là quý vị đã có một cái nồi phở gà thơm ngon. Ngoài những cái sản phẩm nước cốt phở bò, nước cốt phở gà và nước cốt phở bún bò Huế, thì Mamala Kitchen còn đem đến cho quý vị món chả giò, món rất là truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Ở Mamala Kitchen chúng tôi có chả giò thịt heo, chả giò tôm thịt, và một cái loại chả giò rất là đặc biệt, đó là chả giò thịt heo mà dùng bánh tráng truyền thống của Việt Nam. Khi mà quý vị chiên cái món chả giò này đó, thì quý vị không có rã đông, mà quý vị vặn lửa vừa, không có vặn lửa lớn, vì nếu quý vị vặn lửa lớn thì khi quý vị chiên đó, nó sẽ bị cháy ở bên ngoài và nó sống ở bên trong. Cho nên quý vị vặn lửa vừa, và quý vị nhớ là không có rã đông chả giò, quý vị để như vậy và quý vị chiên thẳng vào trong trong cái nồi dầu của mình. Tất cả các sản phẩm của Mamala Kitchen đều được làm tại USA và được USDA chứng nhận. Quý vị có thể tìm thấy sản phẩm của chúng tôi trong tất cả các chợ Á Đông ở San Diego. Hôm nay ngon á. Dạ.
có biết mà nhưng thật sự họ biết là họ sẽ rất là tiện lợi, rất là tiện mà nó thật sự em biết cái này nó lợi tiện, nó nhiều hơn cái thằng Quốc Việt nữa, ngon hơn nhiều, nó ngon hơn mà nó cái giá tiền đó, nó cũng gần bằng bằng, thằng này ngon nhiều lợi thế hơn chứ không, cái này ngon. Với sản phẩm của Mamala Kitchen thì bất kỳ ai cũng có thể nấu những món ăn ngon cho gia đình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của VNTV San Diego hôm nay, phát hình trên băng tầng 19 Time Warner Cable vào mỗi chiều thứ tư và chủ nhật hàng tuần, và trên hệ thống Little Sài Gòn TV Galaxy Nationwide 19 trên toàn quốc Hoa Kỳ mỗi ngày vào lúc 6:30 tối. Chúc quý vị một buổi tối an lành và xin hẹn gặp lại vào lần phát